cần nó nha. Cần có gì không nha. Đâu con ơi, ở đâu con có ăn không? Con có ăn cái này không? Có. À đây. Có. Không ăn cái này à? Cái này không ăn à? Không ngon à? Không. Nhiều con thích ăn đâu. Không thích ăn à? Thế con ăn cái này không? Ăn kiểu làng này không? Không, con ăn đâu. Cái này con không ăn á? Không. Cái này không? Không, con chưa ăn đâu. Con ăn này, thế con ăn cái gì? Không thích ăn à? Không thích ăn à? Con má? Không ngon đâu. Con má ở đây này, ngọt nước. Ngon. Thế mẹ cất nhé, sao con với mẹ đi theo mẹ tìm đồ bán nhá. Ừ, con đi theo mẹ tìm đồ bán nhá. Để mình đi mua đồ nhá, con nhá. Đây hoa nó đẹp chưa? Ơi. Đẹp chưa? Quả nó ở đây này, quả nó ở trong này. Dính ở đây này. Còn mình nhặt lấy này. Úi hoa to thật nha. Đấy, cho con ở đây thì mẹ đi lấy quả đi nhá. Con đi chơi nhá. Uống nhá.
một tí đó nhá. Bên này một tí ông mẹ. Mẹ. À, lấy phóng đó nha. Nhắc cho tí. Một tí không phải về nhá. Dạ. Rồi rồi mày sắp xong rồi. Đây 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 con nhiều. Nhiều hạt thế. Nhà nhà nào, con ngồi về nhà nào. Ăn. Ăn được mà cái này về nhà mình luộc á. Luộc mới ăn được. Chua. Đâu nhiều thế này. Nhiều chưa? Thế được không? Thank you.
thông hoàng vậy mà. Đấy, cháu thông hoàng đây cháu khổ. Có in nó. Tuần vài cái luôn. Ừ, thông hoàng vậy. Thông hoàng cái vui. Thông hoàng vui mà cái mà. À, mà chỉ ngon hơn. Nó quay mà quay đó. Mẹ cất đồ đấy. Con hồi mẹ tách đi. Đang nói với con, đây con hồi mẹ. Con đi đâu? Con
ngon nhé. Ngon quá đi. Cất vào đây. Không không mẹ mình không ăn cái này được đâu. Thì có ai? Thì có ai? Ngon không? Ngon quá. Cái gì? Mẹ ơi, cái này ngon. Ngon quá, ngon quá. Lại ăn tiếp không? Đó. À, ăn tiếp. Cái này nhưng mà.